Thưa quý vị và các bạn, qua công tác khoanh vùng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trong khu vực phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá phát hiện ra nhiều ca F0 trong cộng đồng. Cùng sự hỗ trợ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Rạch Giá, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Lạc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tập trung tất cả mọi nguồn lực công tác phòng chống dịch để khoanh vùng dập dịch, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Trong những ngày qua, các lực lượng như y tế, công an, quân sự, các đoàn thể và cán bộ công chức của phường Vĩnh Lạc với tinh thần quyết tâm nhất để hỗ trợ các lực lượng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng lần 3. Tại đây, các lực lượng của phường đã phân loại từng dụng cụ lấy mẫu, nước sát khuẩn, bao tay, sinh phẩm để giúp các đội lấy mẫu được nhanh chóng, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, các lực lượng từ tổ nhân dân tự quản, từng khu phố cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng lấy mẫu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh với 66 đội lấy mẫu, chia đều tham gia từng địa bàn của phường để lấy mẫu cho hơn 26.200 người dân trên địa bàn. Các cái đội đi lấy mẫu thì mình hỗ trợ cũng như là có người dẫn đường, rồi công an dẫn đường, rồi để tới các cái tổ để mà thực hiện cho nó nhanh, nó trôi chảy. Nếu mà không có người dẫn đường thì cái đội đi lấy mẫu sẽ chậm, tại vì đội đi lấy mẫu không phải là người của địa phương, cho nên là phải có người hỗ trợ về cái dẫn đường. Từ khi mà tham gia chiến dịch này là em tham gia từ đầu tiên luôn, từ ngày 18 tháng 8 tới nay. Thì nói chung đi lấy mẫu thì các anh em trong đội rất là cố gắng lấy cho nó xong dứt điểm để mình có thể tầm soát được F0 rồi để loại ra khỏi cộng đồng sớm cho người dân. Với lại ở địa phương thì cũng phối hợp rất là nhiệt tình với mình. Tại khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, để thực hiện đạt tiến độ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 lần 3 cho hơn 7.000 hộ, các lực lượng ở khu phố phân chia đi theo 14 đội lấy mẫu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, hướng dẫn đến từng hộ dân. Chỉ sau 2 buổi, việc lấy mẫu xét nghiệm lần 3 trong toàn khu phố 4, phường Vĩnh Lạc đã hoàn thành. Việc lấy mẫu diễn ra nhanh chóng đúng tiến độ nhằm chủ động và kịp thời phát hiện người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ra khỏi cộng đồng. Sau khi mà có kết quả sàng lọc từ CC thì phường cũng tiến hành phối hợp với các lực lượng hỗ trợ để mà xuống xét nghiệm lại các trường hợp đó, lấy mẫu rồi tiếp tục truy vết các cái F1, F2 có liên quan đến ca bệnh để kịp thời làm các thủ tục để mà cách ly y tế. Đến nay, toàn phường Vĩnh Lạc đã phát hiện 402 trường hợp F0, 187 trường hợp F1 và 277 trường hợp F2. Các lực lượng phường tiếp tục phối hợp truy vết các đối tượng có liên quan, thực hiện cách ly theo đúng quy định. Cùng với đó, phường Vĩnh Lạc tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo cho người dân trong các khu cách ly, khu vực phong tỏa được cung cấp các hàng hóa thiết yếu, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Đối với các khu phong tỏa thì phường cũng tiến hành là đóng các cái chốt chặn, rồi tập trung là tuyên truyền trong dân trong khu phong tỏa để mà nắm được cái tình hình dịch bệnh đó, là ai ở đâu ở đó, không có đi tới lui trong cái khu vực mà mình phong tỏa. Cái thứ hai thì phường cũng tiến hành là triển khai các biện pháp an sinh xã hội để cho người dân trong đó yên tâm mà thực hiện cái trong thời gian cách ly phong tỏa. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiện nay cả hệ thống chính trị của thành phố Rạch Giá đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác khoanh vùng dập dịch, đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống người dân tại khu cách ly, khu phong tỏa, triển khai các chính sách hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, cùng đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh.